Vậy thì hãy xem ra đây. Chỉ cần một cú thôi. Chi Bi Hồng chuẩn bị hiện ra nha. Chi Bi Hồng hiện ra. Muốn vào được bên trong thì phải vượt qua thử thách của ta mới được. Kien Channel. Ôi bể rồi. Hả? Mình biến thành con bướm. Ôi mình giống như con sâu ở trong cái nhộng. Rồi bây giờ biến ra thành con bướm dạ. Ý, bay được rồi, bay được rồi. À, nhìn kia, nhìn kia. Chuyện gì quá vật hả? À, ôi pháp sư, bạn của tụi con, bạn của tụi con mà. Ý, pháp sư ơi, bạn của tụi con đâu rồi? Bị biến mất rồi kìa. Bình tĩnh. Để bây giờ ta thử lại, xem có khôi phục lại không nha. Khôi phục lại. À, không được rồi. Ta mới học phép thuật khôi phục lại, nhưng mà chưa có giỏi lắm. À, thiệt là chán quá. Pháp sư không cho mình đi làm điều xấu nữa. Bây giờ mình ngồi đây buồn quá à, không biết làm việc gì đây nữa. Ủa Nhện, sao Nhện lại khôi phục lại được hay vậy? Nè, pháp sư nói đừng đi làm điều xấu nữa nha. Không được. Bây giờ Nhện phải đi tìm pháp sư để trả thù. Nè Nhện, phải làm người tốt đi chứ, đừng làm người xấu nữa. Nghe không Nhện. Pháp sư mạnh lắm á, ngươi không làm gì được pháp sư đâu. Pháp sư ơi, bây giờ phải làm sao đây để cứu bạn của con? Bạn của con bị tan biến như vậy, chắc chị hai của bạn ấy lo lắm á. Được rồi, bình tĩnh đi. Ta có thể nhờ sư phụ của ta để giúp mà. Sư phụ của ta giỏi lắm. Ông ấy mà làm phép thuật một cái là bạn của ngươi sẽ về lại thôi. Ý, pháp sư, con nhện xuất hiện kìa. Con nhện khổng lồ. Ủa, nó bị tan biến rồi mà sao bây giờ nó lại ở đây vậy ta? Các ngươi thật là nó biết nó giỡn. Con nhện đó đã bị ta làm cho tan biến rồi thì làm gì mà xuất hiện ở đây nữa chứ. À, chuyện gì vậy? Pháp sư. Ôi tiêu rồi. Pháp sư bị con nhện nó phóng tên nó bắt luôn rồi. Bây giờ mình ở đây là tiêu luôn đó chị Bi Trắng. Từ từ, bình tĩnh. Bây giờ mình phải đi tìm người giúp đã. Mình mà đứng đây một hồi là tụi mình bị bắt chung với pháp sư luôn đó. Các cháu bé hãy chạy đi. Đừng lo cho ta, xíu nữa ta sẽ tìm cách để ra thôi. Chạy đi. Dạ, trốn thôi. La la la, nằm đây chán quá đi. Ơ, ông già thổ dân nè. Thì ra ông lại tiếp tục nuôi nhện à. Có một con nhện đã phóng tơ bắt pháp sư rồi kìa. Ông lại là người xấu nữa sao? Đâu có, ta hết làm người xấu rồi. Bây giờ ta làm người tốt bụng. Hả, pháp sư bị bắt rồi hả? Vậy thì ta phải đi giúp pháp sư mới được. Nè, bây giờ có tin lời được ông ấy không vậy? Ông có thật sự làm người tốt không? Ta hứa rồi mà, ta hứa bây giờ ta là người tốt rồi. Nên ngươi yên tâm đi. Đâu, con nhện ở đâu? Dạ, tụi con không biết nữa. Thôi ta biết rồi, chắc con nhện đang đói bụng. Nó sẽ đến cái hang kiến để nó đi tìm kiến ăn á. Bây giờ chúng ta tới đó đi. Đói bụng quá. À, đằng trước có hang kiến kìa. Ta phải tới đó ăn kiến mới được. Các ngươi thấy ta nói đúng chưa? Nó đến cái hang kiến này để ăn nè. Nó đang đói bụng đó. Để bây giờ ta vô ta khuyên nó. Đừng làm nhện xấu xa nữa. Nhưng mà ông phải cẩn thận nha. Con nhện này nó khổng lồ á. Nó mà phóng tơ là nó bắt ông luôn á. Kìa, nó đang bò tới hang kiến kìa. Nè nhện kia, ta chính là chủ của ngươi đây. Ngươi không được tới ăn những con kiến nữa. Phải trở thành nhện tốt bụng đi. Ông không phải là chủ của ta nữa. Ông bây giờ thành người tốt rồi. Ta không chơi với ông. Xem đây. Vậy thì hãy xem ta đây. Chỉ cần một cú thôi là tiêu đời liền. Mém kiến ơi, an toàn rồi đó. Cảm ơn ông. Không có gì. Ủa, sao con nhện khổng lồ này bây giờ nó yếu dữ vậy ta?
Đúng ra nó phải mạnh lắm chứ. Mà sao nó đã bị tan biến rồi mà nó lại hiện ra? À, mình hiểu rồi. Vậy là hồi nãy pháp sư làm phép thuật để cho chibi hồng khôi phục lại, nhưng mà chắc pháp sư làm lộn nên con nhện này nó mới khôi phục lại đó. Vậy bây giờ mình phải đi tìm pháp sư đi. Đi thôi, đi thôi. Ấm ta la, ấm ta la, tơ nhện đứt ra. Trời, sao cái tơ nhện này chắc quá, ta không thể nào tung ra được. Pháp sư, để cho ông già này giúp pháp sư nha. Tơ nhện bẻ ra, tơ nhện bẻ ra, bẻ ra. Ông già ơi, ông làm nhẹ nhẹ thôi, coi chừng đụng vô pháp sư bị đau bây giờ. Ủa, sao đàn kiến tới nhiều quá vậy? Kiến tới để giúp đỡ pháp sư. Pháp sư bị con nhện hãm hại rồi, kiến tới để giúp đỡ nè. Wow, hay quá hay quá. Những con kiến này nó cắn đứt những sợi tơ nhện luôn kìa. Ra được rồi, ra được rồi. Cảm ơn mọi người nha. Bây giờ con nhện đâu rồi, để ta đi trừng trị. À, con nhện nó đã bị xỉu rồi. Nhưng mà hình như pháp sư làm phép khôi phục nó, cho nên nó mới tỉnh dậy đó. Chứ lúc đầu nó bị tan biến rồi mà. Thôi, lão già đi về nhà ăn cơm đây. Xin chào ông nha. À, thì ra hồi nãy mình làm lộn. Vậy bây giờ mình phải làm phép cho chibi hồng khôi phục lại mới được. Khôi phục, khôi phục. Khôi phục lại cho ta, khôi phục lại cho ta. Không được, không được rồi. Phép thuật của ta đã bị yếu rồi. Bây giờ phải nhờ sư phụ của ta mới được. Nhưng sư phụ của pháp sư ở đâu, xa không? Vậy thì mình đi liền đi. À, sư phụ của ta đang ở trong hang rồng, ở gần đây nè. Các người chỉ cần đi thẳng ra phía đằng trước là tới thôi. À, pháp sư đệ tử của ta đi lâu quá mà sao chưa về vậy ta? Để nhìn gương thần thử xem đã cứu được chibi hồng chưa. Ấm ba la, gương thần hiện ra. Sư phụ ơi, sư phụ, sư phụ hãy truyền công lực cho con đi, để con có thể làm phép một lần nữa cứu chibi hồng không? Được, được. Vậy thì ngươi cứ ở đó đi, ta sẽ truyền phép thuật đến cho ngươi. Rồi ngươi hãy làm phép cho chibi hồng hiện lại nha. Ôi, hay quá à. Cảm ơn pháp sư. Cảm ơn ông Tiên. Ông Tiên ơi, cho bạn con quay lại đi. Được rồi, bây giờ pháp sư hãy chuẩn bị để làm phép nè. Ấm ba la, truyền công lực, truyền công lực. Chị Đi Hồng, chuẩn bị hiện ra nha. Ấm ba la. Wow, công lực mạnh quá, nhờ sư phụ đẩy cho em tới kìa. Ấm ba la. Chibi hồng hiện ra. Ấm ba la. Chibi hồng hiện ra. Được rồi. Wow, chibi hồng. Chibi hồng ơi, mừng quá à, chibi hồng. Cuối cùng bạn cũng quay trở lại rồi. Tụi mình mừng quá. Mình tưởng không bao giờ gặp lại được bạn nữa rồi chứ. Ôi, bạn có đôi cánh đẹp quá à. Ước gì mình cũng có một đôi cánh. Cảm ơn hai bạn nha, đã giúp mình quay trở lại. Con cảm ơn pháp sư. À, thật ra muốn cảm ơn thì phải cảm ơn sư phụ của ta. Nhờ sư phụ của ta mới cứu được đó, chứ ta chưa có đủ mạnh để cứu con đâu. Nếu bây giờ muốn cảm ơn sư phụ của ta thì hãy đi đến hang rồng đi. Rồi, ta đưa một bé đi. Còn chibi hồng mang một bạn đi nha. Dạ. Nè, ôm mình đi, mình sẽ ẵm bạn và bay lên trên trời luôn. Nè, bạn ẵm mình nổi không á, mình nặng lắm á. Bay cẩn thận nha, mình sợ té lắm đó. Ê, bay thật cẩn thận, sao vậy chibi hồng? Công nhận bạn nặng thiệt. Cẩn thận, cẩn thận. Hả, sao bạn bay gì mà chúi đầu vậy? Ôi, chóng mặt quá. Hên quá, cuối cùng cũng tới rồi. Rồi, bây giờ ta đã đưa các ngươi đến gần hang rồng rồi đó. Bây giờ các ngươi sẽ đi bộ tới nha. Dạ, hang rồng ở hướng nào vậy pháp sư? Đây, đi hướng thẳng này là tới nè. Đi thôi. Ý, đi cẩn thận nha mấy bạn. Cái cầu gì mà là gốc cây vậy? Ủa, pháp sư đâu rồi? Rồi, tới khúc này làm sao mình biết đường đi? Pháp sư ơi. Ủa, ông ấy đâu rồi? Ta đây,
Bây giờ ta sẽ tàn hình để bay về hang rồng trước, để gặp sư phụ. Các người cứ đi thẳng đi thì sẽ đến được hang rồng à. Ở đó có một thử thách á, cố gắng vượt qua thì sẽ vào được hang rồng nha. Thôi ta đi trước đây. Ôi pháp sư đi rồi. Vậy là chúng ta phải có một thử thách mới được gặp sư phụ. Vậy thôi tụi mình đi thôi, tụi mình đi thôi mấy bạn ơi. Không biết thử thách gì đây nữa. Kìa kìa kìa, đằng trước có con rồng. Các người đi đâu? Đây là hang rồng, không ai được tự ý vào bên trong. Muốn vào được bên trong thì phải vượt qua thử thách của ta mới được. Ôi tiêu rồi mấy bạn ơi, con rồng này nó còn biết phun lửa nữa kìa. Bây giờ tụi mình nhỏ xíu vậy sao tụi mình biết vượt qua thử thách được đây? Bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Để mình hỏi coi. Vậy bây giờ rồng lửa có dám thi với bên tụi mình không? Xem thử ai bay cao hơn. Nếu mà tụi mình mà bay cao hơn rồng thì tụi mình được vào trong hang rồng nha. Ok ok, bay là rồng lửa bay cao nhất rồi, không sợ ai nữa đâu. Ê mấy bạn, mình chỉ có đôi cánh nhỏ xíu vậy như con bướm, làm sao mình bay cao hơn được rồng? Coi chừng thua đó. Bình tĩnh, bình tĩnh đi. Rồi vậy thì bây giờ mình bắt đầu đếm nha. 1 2 3. Ủa, mới đếm tới 2 là rồng lửa đã bay lên rồi. Bây giờ mình thua làm sao? Đó là mưu kế của mình đó. Kìa kìa, rồng lửa đã bay đi rồi. Bây giờ tụi mình lo tranh thủ chạy vô trong hang rồng thôi. Vậy là mình đã vượt qua rồi. Ồ, hay quá hay quá. Chị Bị Trắng thiệt thông minh. Hả? Những em bé đâu mất tiêu rồi? À, mình đã bị lừa rồi. Mình là rồng lửa hay là con lừa vậy trời ơi? Rồi, đi vô đây đi mấy bé. Mà công nhận sao mấy bé vượt qua được thử thách của rồng lửa mà vào đây nhanh quá vậy? Ta cũng mới vừa về tới đây chứ mấy. Dạ con chào ông Tiên. Tụi con đã thực sự vượt qua thử thách rồi đó ạ. Được rồi, để ta xem thử các người có phải là những đứa bé ngoan không nói dối không. Ba la, cho ta xem gương thần. 1 2 3. Ồ, đúng rồi. Các cháu bé này đã dùng trí thông minh để lừa con rồng để vào đây đó. Các cháu thật là giỏi. Ta sẽ thưởng cho các cháu một phần thưởng. Đó chính là phép thuật 24 giờ. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, các con sẽ có phép thuật rất là nhiều. Ta cho các con thoải mái sử dụng. Sau 24 tiếng thì phép thuật sẽ tự động biến mất. Wow, bây giờ tụi mình có phép thuật rồi. Yeah. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Các bạn hãy nhấn vào video mà mình muốn xem trong màn hình này để xem tiếp nha. Dù đang xem bằng điện thoại hay bằng vi tính đều có thể nhấn được và xem được hết. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký thành viên để nhận được thông báo khi nào đăng video mới lên YouTube trên kênh KN Channel. Hoàn toàn miễn phí nên các bạn cứ yên tâm nha. Cảm ơn các bạn.